Các mẹ thân mến, mẹ Mai đã quay trở lại sau 6 ngày sinh em Diêu. Có thể nói rằng là cái trải nghiệm với dịch vụ chiếu plasma ấy là một cái trải nghiệm mà mẹ Mai rất là hài lòng. Em bé nhà mình thì hôm nay rốn hoàn toàn khô rồi. Và các bác sĩ nói là 1 đến 2 ngày nữa là em Diêu có thể rụng rốn rồi. Cái điều này thì khi mà mẹ Mai ra viện về nhà tắm bé sẽ rất là nhàn, tại vì là mình không phải tránh cái vùng nước và rốn của em nữa. Và khi mà rốn khô rồi thì em bé có cựa mình, có vặn bụng thì cũng sẽ không bị đau. Thứ hai nữa là đối với mẹ Mai thì cái vết mổ của mình rất là khô. Các bác sĩ thì dùng từ chuyên môn là đường mổ rất là đẹp, khô, nó không có gì dịch hay là nó bị ướt hay là nó bị gọi là sót, không có một cái biểu hiện gì luôn. Cái vết mổ nó giống như một cái đường chỉ mình khâu ở cái mép vải quần áo ấy ạ, khô khan và rất là đẹp. Hy vọng là các mẹ cũng sẽ có dịp để trải nghiệm cái chiếu tiêm plasma này. Đây cũng là một trong những cái điều rất là mới của y học dành cho các sản phụ. Chúc các mẹ sẽ có một kỳ sinh con thật khỏe mạnh.